Nhìn bằng mắt thường thì những món ăn ở quán chị Huyền đều rất thơm ngon và bắt mắt. Vậy còn thực hư ra sao? Hãy cùng tôi phỏng vấn thử một thực khách đến đây mua hàng nhé. Cái này là... Em chào chị ạ. Không biết là chị đã bắt đầu mua hàng ở quán của cô Huyền từ bao giờ ạ? Mình đã biết tới quán cá cô Huyền được khoảng vài năm rồi. Vậy lý do đặc biệt nào đã níu chân chị cũng như là gia đình ở quán của cô Huyền chứ không phải là một tiệm cá kho nào khác ạ? Nói chung là hương vị ở quán cô Huyền mình cảm thấy là rất là ngon, đậm vị một miền Bắc, với ở thành viên trong gia đình rất là thích nên mình thường xuyên lui tới mua. Vừa rồi là những cảm nhận rất chân thực của thực khách đến thăm quán cô Huyền. Còn bây giờ sẽ là những bí quyết, những câu chuyện đến từ chính chủ nhân là chị Phạm Thị Huyền. Em chào chị Huyền ạ. Ghé thăm hàng nhà mình mà em thấy từ sáng giờ chị cứ tất bật luôn tay thôi. Không biết là chị đã mở cửa hàng từ lúc mấy giờ ạ? Tôi mở cửa hàng vào từ lúc 7 giờ sáng. Mở cửa để bán hàng cho khách ăn lẻ. Còn nhà tôi dậy từ 4 giờ sáng. 4 giờ sáng để làm hàng. Vậy thì cơ duyên nào lại đưa chị đến với món cá kho này thay vì những món ăn khác ạ? Thực ra thì mới đầu thì tôi chỉ bán có 2-3 món thôi. Nhưng mà khi mà tôi bán 2-3 món mà cái lượng khách hàng cứ mỗi một người ăn một sản phẩm nhà tôi lại thấy quay lại. Và cứ từ thế là sau khi mà tôi phát triển lên thêm đến 2-3 món, 5-10 món thì ai cũng ăn cũng sẽ quay lại. Và từ đó thì khi mà khách hàng đến với tôi đông hơn, tôi yêu nghề hơn. Em thấy là ở đây có rất nhiều món ăn khác nhau, nhưng mà nổi bật nhất chính là những nồi cá kho vừa to vừa đẹp mắt này. Những nồi cá kho này thì có điểm gì đặc biệt mà khiến cho khách cứ ăn rồi lại muốn quay lại để ăn thêm vậy ạ? Thực ra thì cũng chỉ là những cái nguyên liệu mà khi tôi nhập hàng vào thì là tôi phải lấy những cái loại cá mà nó to, cá bè, cá nuôi ở bè thì nó rất là ngon. Tất cả những cái thịt, tôm, các thứ này là toàn bộ những cái đầu vào nhà tôi là nguyên liệu tươi. Và để có được cái hàng ăn ngon, cái quan trọng nhất phải là cái nguyên liệu tươi. Và bán hàng ăn này mình có tâm. Vậy thì em có thể xin phép chị Huyền cho em được vào tham quan và tìm hiểu cái quy trình mình chế biến được những nồi cá kho rất ngon và đẹp mắt này được không chị? Thế thì tôi mời em đi lên trên ga. Chị Huyền ơi, ở đây thì em thấy là có rất nhiều khúc cá vừa to lại vừa đều nhau. Không biết đây là loại cá gì ạ? Cá này là cá chấm em ạ. Thì trước khi mà nhà chị kho cá ấy, thì chị phải lựa những cái loại cá mà nó cứ từ 7 đến 8 cân. Cá chấm từ 7 đến 8 cân thì kho nó rất là ngon, nó chắc cá và nó tươi. Vậy thì vì sao mình lại lựa chọn cá chấm chứ không phải là các loại cá khác ạ? Thực ra chỉ có những cái loại cá mà ví dụ như là ở Hà Nội mình thì ở đây tôi chỉ thấy người ta ăn cá chấm thôi, với cá lục kho thôi. Tôi chưa bao giờ kho cá chép cả. Và những cái loại cá ở quê thì là ở trên này không ai có thì tôi sẽ tìm những cái nguồn hàng mà ở đúng vùng miền thì kho nó rất là ngon. Chị có chia sẻ là mình bắt đầu mở cửa hàng lúc 7 giờ, thế nhưng mà chị lại phải dậy làm việc từ 4 giờ rồi. Vì sao mà chị lại phải dậy sớm như vậy ạ? Từ 4 giờ sáng là tôi vẫn phải đi chợ. Tôi vẫn phải đi chợ để có những cái nguyên liệu tươi thì là tự tay tôi phải chọn lấy. Ví dụ như là cái tôm đồng hoặc là thịt, sản phẩm thịt là tôi vẫn phải lựa những cái miếng thịt mà phải tôi ưng ý. Chứ tôi không để cho người ta mang đến. Tôi vẫn phải ra tại quầy để lựa chọn những cái miếng thịt sạch, ngon, tươi. Còn xét riêng về công đoạn sơ chế cá thì sao ạ? Mình bắt đầu sơ chế cá từ khoảng mấy giờ sáng hả chị? Nhà tôi thì dậy từ 4 giờ sáng và bắt đầu sơ chế thì từ lúc 5 giờ sáng. 5 giờ sáng thì bắt đầu là sơ chế cá các loại. 6 giờ là đặt lên bếp rồi. Có lý do nào khiến cho mình phải bắt đầu công việc sơ chế từ rất sớm như vậy không ạ? Tại vì là sáng ngày ra thì những cái nguồn cá này phải lấy cá tươi. Thì là mình khi mà mình sơ chế cá xong cái là mình phải kho ngay thì nó mới ngon. Chứ nếu mà mình mà để ở ngoài mình làm, khi mình làm cá tươi mình để ở ngoài lâu thì nó cũng không ngon, nó sẽ không dẻo con cá. Sau công đoạn sơ chế này thì làm thế nào để mình có thể tạo nên hương vị cá kho riêng biệt chỉ cô Huyền mới có hả chị? Thực ra mà sau khi mà sơ chế cá xong ấy thì mình kho thì là cũng chỉ là ví dụ như là kho riềng này, nước mắm này, muối này. Thì đúng kiểu kho kiểu ngày xưa truyền thống của ông bà bố mẹ để lại thôi. Tất cả những cái món ăn nhà mình kho là ngày xưa là ở nhà là hay bố mẹ, ông bà hay dạy kho cá. Ngày xưa là húi chấu, nhưng mà giờ lên trên này thì làm gì có chấu để mà húi. Thì mình phải kho bằng than sạch. Vậy có thể nói là chị được truyền cảm hứng, truyền tình yêu với cá kho từ chính ông bà bố mẹ của mình đúng không ạ? Vậy thì bây giờ em có thể xin phép chị, chúng ta sẽ di chuyển đến khu vực mà mình làm nước hàng cũng như là kho cá được không ạ? Ok. Mình ra ngoài kia để thăm cái khu vực mà nhà mình kho.
Chị Huyền ơi, ở đây em thấy mình có rất nhiều các loại gia vị khác nhau. Vậy thì đâu là loại nguyên liệu quan trọng nhất để mình có thể làm nên một món cá kho ngon ạ? Thực ra thì nhà mình kho cá thì vẫn kho kiểu cái vị ngày xưa thôi. Thì nó có riềng này, và đường chỉ một chút thôi, một chút đường thôi. Và đây là muối, và đây là cái nước hàng ở nhà mình chuyên thắng lấy. Tất cả đều phải đầy đủ hết. Nhưng mà cái ấn tượng mà để mà có một cái nồi cá kho ngon ấy thì mình phải chọn những cái nước mắm. Nước mắm này của nhà mình là nước mắm Mậu Dịch ngày xưa. Kho cái nước mắm này nó rất là thơm mà ngon. Có nghĩa là mình sẽ không sử dụng nước mắm đóng chai mà hoàn toàn dùng là nước mắm truyền thống. Đúng rồi, nhà mình là tôn trọng cái hương vị đúng cổ truyền của ngày xưa của ông bà bố mẹ để lại. Ngoài riềng và ngoài những loại gia vị này thì có yếu tố nào đặc biệt hơn giúp cho cá kho cô Huyền trở thành thương hiệu không thể thay thế trong lòng thực khách không ạ? Cái thời gian kho cá này mình nhà tôi là cứ phải 10 tiếng và cái quan trọng nhất là lúc nào cũng phải căn cái lửa, vì cái lửa là cái quan trọng nhất, chứ nếu mà không có nghĩa là kho cái nồi cá này hơn cả là chăm em bé, hơn cả là quấy bột. Bởi vì lúc nào cần to lửa và lúc nào cần nhỏ lửa, quyết định ở cái lửa là ngon nhất. Chứ nếu như không chăm nồi cá mà để cho to quá sôi cũng không ngon, mà nhỏ quá thì nó lại bục hết cá. Thế cho nên là lúc nào cũng phải sát về cái nồi cá. Thực ra thì cái cá kho này nếu mà bếp ga thì nó lại không ngon, nó không ngon. Mà nó phải là cái độ lửa mà như kiểu cái than, bây giờ nhà tôi dùng là dùng cái than sạch. Cái than nó ép củi đấy thì nó phải có độ to, độ nhỏ là âm mì thì nó mới ngon được nồi cá. Còn kho lửa to như cái ga thì không bao giờ ngon cá được. Vậy một nồi như thế này thì mình sẽ xếp được khoảng bao nhiêu cân cá ạ? Một nồi cá này nhà tôi thường xếp được là 22 cân. Về lượng thịt và lượng bì thì một nồi như thế này mình sẽ cho bao nhiêu ạ? Một nồi cá nhà tôi thường kho là 2 cân ba chỉ và khoảng 1 cân rưỡi bì một nồi. Khi cho bì và thịt vào nồi cá của mình như vậy thì nó có tác dụng như thế nào hả chị? Thực ra thì cái cá kho này mà khi mà bạn kho thì bạn phải cho có cả bì vào, cả bì và cả cái thịt ba chỉ vào. Khi nó có cái bì với cái thịt ba chỉ ấy thì con cá nó rất là ngon, nó quyện cá mà nó có cái độ dẻo, độ queo của cá. Tại sao mà khi kho cá lên nó có cái độ keo thì là nó do cái thịt ba chỉ nó tạo ra và cái bì đấy. Mình linh cái bì với cái ba chỉ đấy, nó sẽ cuốn vào với nhau, cuốn vào cá rất là ngon. Và gian bếp của nhà mình thì em thấy là có rất nhiều nồi gang to. Vậy tổng cộng mình có bao nhiêu nồi và mình đang kho ở đây là bao nhiêu kg cá ạ? Một ngày nhà mình kho khoảng 2-3 tạ, mà cũng có những hôm mà 2-3 tạ bán cũng không đủ để bán nữa. Trung bình một ngày thì mình có thể bán ra được bao nhiêu kg hả chị? Thực ra là nhà mình thì cứ có những ngày cứ cuối tuần là có hội chợ, là mình hay đi hội chợ, các hội chợ. Thì nhà mình cứ có hội chợ thì ngày lên 4-5 tạ. Còn ngày bình thường là ngày nhà mình 2-3 tạ một ngày. Còn về các dịp lễ Tết như là Tết Nguyên Đán thì sao ạ? Dịp lễ Tết thì đa số thì nhà nào cũng phải là ăn cá kho thì rất nhiều luôn, kho không kịp. Làm thế nào để mình biết là cá của mình đã chín và đã đủ tiêu chuẩn để có thể bán cho người tiêu dùng ạ? Thực ra thì ở đây những cái lồi cá như này nhá, mà bây giờ là đang là om lửa cho nhỏ này. Và mình cứ phải chăm lồi cá, là khi là cứ phải mở lồi cá là nhìn xem mà lồi là nó bắt đầu nó cạn nước dần. Thì bắt đầu là mình mở to lên để mình cho to lửa dần lên và để thốc. Xong rồi đến ngày hôm nay mình kho thì mình chưa bán được, thì lại phải đến ngày mai mới bán được. Ngày mai mình phải đun lại cá 3 tiếng nữa thì mới bán được. Chứ nếu mà kho trong ngày bán thì nó không ngon, nó bị mềm cá, nó không cứng cá, nó chưa chắc được con cá lại. Thì ngày hôm sau mình phải kho đến lửa thứ hai thì cá mới ngon. Bắt đầu mình mới cho xuống bán. Về mặt cảm quan thì sao ạ? Làm thế nào để một người bình thường nhìn vào cũng biết là cá này đã là cá ngon, cá đạt chuẩn? Thì khi mà mình bở lồi cá ra mà nó cạn nước lại thì mình phải căn làm sao cho cái nước mà còn để ngày mai mình đun lại nữa 3 tiếng nữa để cho nó vừa cái độ lửa đấy, độ căn cá đấy. Nếu như mà căn cá không chuẩn thì cá sẽ không ngon, to quá thì bị vỡ mà nhỏ quá thì bị bục cá. Vừa rồi thì em thấy là chị nhắc rất nhiều đến than sạch, và quả thực là khi em bước vào không gian bếp nhà mình với rất là nhiều nồi, rất là nhiều bếp, nhưng em lại hoàn toàn không thấy mùi than khó chịu hay là ngột ngạt gì cả. Không biết là đây có phải là một trong những điểm đặc biệt của than sạch mà chị nhắc tới không ạ? Thực ra thì nhà mình kho là cái than này than sạch. Thứ nhất là đấy, bạn thấy đứng ở trên cái không gian mà một ngày mười mấy cái lồi cá như này mà không hề bị mùi than, nó không bị ảnh hưởng đến môi trường. Và khi đun cái than này bạn nhìn lên trên mái nó cũng không bị bám biết than gì, những cái gì cả. Vì để cho còn bảo vệ cho những cái nhân viên mà còn làm ở đây để môi trường sức khỏe.
thơm quá chị ạ. Không biết là nồi này là mình đã kho được mấy tiếng rồi chị? Nhà mình nồi này kho được 7 tiếng rồi này. Đi nhìn cái miếng thịt ba chỉ này, đấy, nó sẽ dừ và nó sôi đấy, rất là ngon luôn. Chắc là cái màu sôi. Sắc đẹp mắt này nó đến từ chính cái nước hàng mình tự thắng. Không phải là từ cái nước hàng mà từ cái độ lửa quan trọng nhất. Độ lửa, khi mà độ lửa cần to và cần nhỏ. Em thấy nồi cá mình rất là đầy đặn. Có cả khúc cá to, cá bé, có cả trứng cá này, bì và thịt. Đúng rồi. Đấy, mình thấy không? Nồi nào cũng giống nhau chưa? Điều này chứng tỏ là chất lượng cá ở nhà mình rất là đồng đều. Quý vị thân mến, vậy là sau 10 tiếng được kho trong nồi gang thì ngay bây giờ trên tay tôi cũng là sản phẩm cá kho cô Huyền đã được đóng gói hoàn chỉnh và sẵn sàng xuất ra thị trường rồi. Chị Huyền thân mến, em được biết là sản phẩm cá kho đặc biệt của nhà mình thì đã đạt được chứng nhận OCOP 3 sao. Vậy từ sau khi đạt được chứng nhận này, chị cảm thấy thương hiệu của mình có những lợi ích tích cực như thế nào ạ? Sau khi mà mình đạt được cái thương hiệu OCOP ấy, thì mình sẽ có mở thêm một cửa hàng ở chi nhánh ở trong Sài Gòn, đường Bắc Hải, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Mình sẽ phát triển thêm về các chân rết ở tất cả những các ví dụ như là Nha Trang, Quảng Ninh, nhưng mà trước mắt là mình sẽ phát triển Sài Gòn trước. Vậy trong quá trình mà mình tham gia dự thi OCOP với sản phẩm cá kho đặc biệt này thì chị có gặp phải khó khăn gì không? Trong cuối quá trình mà mình làm cái sản phẩm để thi OCOP ấy, thì mình chỉ có thực ra thì ở trên quận ấy cũng rất là động viên cho mình để làm, nhưng mà mình cứ lúc nào mình cũng nghĩ là về cái món ăn truyền thống mà mình chỉ bán ở chợ thôi thì mình sẽ không nghĩ được những cái mà đi vào OCOP. Nhưng mà sau khi mà mình đã được đi những các hội chợ để mình dàn dựng đến điểm mình có được cái OCOP rồi thì mình cảm thấy là mình rất tự tin và mình sẽ cố gắng phát triển để ra tất cả các tỉnh thành. Ngoài sản phẩm cá kho thì cũng có một số các sản phẩm khác của nhà mình đã đạt được chứng nhận OCOP. Chị có thể chia sẻ thêm về những sản phẩm đó đến quý vị khán giả được không ạ? Những cái sản phẩm mà nhà mình đặt OCOP là ví dụ như là cá kho này, thịt kho tàu này, sườn chua ngọt này, và những cái thịt kho dừa và mấy những cái món nhỏ quán, tất cả những cái sản phẩm nhà mình là đều đạt bên OCOP hết. Nhìn chung thì những sản phẩm của nhà mình sẽ được phân phối tới những nguồn như thế nào ạ? Thì mình sẽ cung cấp ví dụ như là vào Sài Gòn là đầu tiên, và trên trang Facebook của mình là cá kho cô Huyền thì mình cũng bán rất là một lượng khách hàng rất là lớn ở trên trang Facebook. Và bây giờ tiến tới là mình đi rất là nhiều các hội chợ để quảng cáo thêm thương hiệu. Vậy còn trong tương lai thì sao ạ? Chị có dự định mình sẽ mở rộng quy mô hay là mình sẽ phát triển thêm những sản phẩm mới, những món ăn mới để tiếp tục dự thi OCOP không ạ? Mình sẽ cố gắng là, gọi là mình sẽ đang cố gắng bởi vì mình sợ là làm không kịp. Nên là cứ cố gắng phát triển trong nước đã. Em cảm ơn chị rất nhiều vì những chia sẻ vô cùng tâm huyết trong buổi sáng ngày hôm nay.